Em này đúng mang tính chất là siêu phẩm. Hàng mới tầm khoảng 90%, 95% gần như lướt. Nguyên zin từ đầu đến chân. Máy móc chạy siêu 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 êm luôn mọi người nhá. Một em muốn ở Mitsubishi, mọi người xem chi tiết video nhá. Ok, thì đây ạ, đây là con máy mà em muốn giới thiệu cho mọi người hôm nay. Máy hút ẩm Mitsubishi 14 lít điện 220, hàng cực kỳ tuyển luôn mọi người nhá. Đây là hình thức con máy ạ, em đang quay hình thức rất thực tế cho mọi người nhá. Con này hàng nguyên zin chưa sơn, hàng vỏ zin từ đầu đến chân, máy móc cực kỳ đẹp. Đấy, chạy siêu êm luôn mọi người nhá, con này chạy siêu êm luôn. Em đã test rất là kỹ rồi. Đấy, một con máy cực kỳ tuyển luôn mọi người nhá. Em vừa lấy từ hôm qua. Đấy, hình thức máy mới không ạ? Nguyên zin mọi người nhá. Nếu mà bác nào bảo sơn em cho lại một con luôn. Sơn cho một con luôn. Đây tất cả các cái tem tiếc này của Nhật này mọi người này. Tem của Nhật nên nguyên zin hết của Nhật mọi người nhá. Đấy. Chưa có động chạm gì luôn á. Đấy, vỏ cực kỳ đẹp, chạy siêu êm luôn. Dòng Mitsubishi này thì nó sẽ có màn hiển thị này, tính năng hẹn giờ này, đảo cánh gió này. Đấy, đặt độ ẩm này. Đấy, đặt độ ẩm mọi người này. Chế độ hút ẩm tự động và sấy quần áo này. Đấy. Hàng tuyển luôn ạ, rất tuyển luôn. Đấy, các bác đang nhìn hình thức em đang quay rất thực tế mọi người nhá. Hàng là trắng đẹp nguyên zin, không dùng áp nhiếc gì đâu ạ, không dùng ánh sáng gì đâu mọi người nhé, quá là đẹp luôn. Đây ạ, mã đây mọi người nhé, MZE80DH này, con này 220V này, 14 lít này, đấy, pin Japan này, nặng 11,7 này. Con này dùng khoảng 35m đổ lại thì quá là ok mọi người nhé, nó chạy siêu êm luôn. Con này dùng phòng ngủ thì đúng là vô đối. Bác nào có nhu cầu với con máy này liên hệ bên em nhé. Một chiếc máy cực kỳ tuyển luôn và em muốn giới thiệu cho mọi người sáng nay. Em muốn giới thiệu luôn cho mọi người vì nó cực kỳ tuyển. Rồi các mọi người.